Rồi, em lên mã tiếp theo đây. Cặp này chiều cao của nó là 12 cm. Cặp này 12 cm, một led. Một led 12 cm. Có mã là A4. Có mã là A4. Có giá là 319k. Đèn đổi 7 màu, đèn thờ cúng 7 màu. Chớp nhanh, chớp chậm, hiện tại bây giờ đang chớp chậm nè, chớp nhanh nè. Đèn thờ cúng, đèn hoa sen thờ cúng, đèn 7 màu, chớp 7 màu, chớp nhanh, chớp chậm. Mình để chớp một màu luôn, trong 7 màu mình có quyền chọn màu nào chọn. Cặp này có mã là A4, có giá là 319k, một led, chiều cao nó là 12 cm nha cả nhà, chiều cao 12 cm, một led dưới, có giá là 319k, có mã là A4 nha cả nhà. Rồi em xin xuống, em lên mã tiếp theo nha cả nhà.